hướng về phía cánh trái để có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh tốt trường đầu tiên của chúng tôi tại Excelsior Sky. And the construction vehicle are showing their joy as we have officially broken ground for Excelsior Sky. Now, let's enjoy this moment. Lấy của quý vị khởi nguồn từ vùng đất lành Dragon City, lấy cảm hứng từ câu thành ngữ đất lành chiến đấu và sức khỏe con người làm trọng tâm.